Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nha. Đấy, anh mình đang thái lên là dạ dày nồng phèo quay ngon phết đây các bạn ạ. Nhìn trông nó hơi ấy nhưng mà nhà mình ăn có sao ăn vậy. Đây là video mình thấy anh mình làm quay thôi. Đấy, đây là lá lách. Mình rất thích ăn cái này. Cuống phổi các kiểu. Đây là cái gì mình quên mất rồi. Mỗi thứ anh mình thái một tí. Lòng này lòng lợn lại ngon lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đây mới chỉ là nồng phèo dạ sách. Nhầm, không phải dạ sách mà là nồng già các kiểu. Đây là bánh xe này, người ta gọi là bánh xe. Chỗ mình hay gọi đây là bánh xe. Nồng lợn được rồi với tiết các kiểu. Cái phần này gần đít nên ăn rất là ngậy. Ui béo chưa, ăn béo mà đang nóng như thế này ăn tuyệt vời xuất sắc, ngậy lắm các bạn. Đây là cái phần cuống cuống. Mình không làm video về ẩm thực nên là chỉ là gia đình mình đang ấy thế nên mình quay thôi. Video này cũng lâu rồi. Còn mất vệ sinh hay không là do các bạn. Đấy, ăn cái phần củ cuống này cũng ngon. Vẫn nóng ngon lắm, nóng hổi luôn. Đây, qua đây của cật này. Nước ở bên trong nó chảy ra ấy, thơm cực kỳ. Nước này ngọt lắm các bạn nhé. Cái này rồi chưa được chắc là mẹ nóng nó nhân nó không được chắc là nó ấy ra bữa ra. Thank you.
nhưng mà ăn cũng ngon. Cái này cho vào cháo này tuyệt vời. Ngon lắm các bạn ạ. Nó cứ bị vỡ là các bạn ạ. تهرزيت تهرزيت Nếu các bạn nào thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Kênh của mình đến đây cũng là hết rồi. Nếu bạn nào thấy hay nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào.